Phương cùng anh em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị. Rồi hai ngày nay Phương có việc các bạn, đi đá bóng ở đá bóng từ thiện ở Sài Gòn hai hôm nên hôm nay không có clip các bạn. Thì hôm nay Phương về cùng với mấy anh em đi, hôm nay mình đi bắt cá cạn nha các bạn. Cá cạn nhưng mà sáng này nước lớn bị nó tràn vô rồi. Cặp theo mấy cái mương bản đỏ các bạn, theo hang á, mình moi hang mình đào ra mình bắt cá rô cá sặc. Tháng này cũng có cá rô non ra ra nha các bạn. Giờ mình kiếm cá mồi thôi, bắt cá cạn kiếm cây về làm cá mồi. Sợ nước lớn ra đây nè. À, trời đây cái vườn lỗ không ai bẻ hết rồi, trái hư thối hết ta, hư thối. Ồ mấy cái này chín nè. Bây giờ mấy mưa này lúc nào mà cạn cạn có cá mình nè, bò hang mình bắt. Làm mấy cái sòng bơm bắt cá cạn mà bây giờ nước xả vô hết rồi các bạn ơi. À, cá ụt quá trời luôn mà nước nhiều quá, nó lan ở trên ruộng á. À, mấy anh em xuống sông luôn, xuống sông bò hang này. Ếch hả? Đụng cá chạy vô gan ếch vậy. Con quên. Đụng cá chạy vô quá gan tưởng cá. Đấy, hộp này đi. Chạy luôn. Nước cỡ này trong quá. Ừ. Kiếm bự rồi. Kiếm bự rồi bắt về làm xả luôn. Xả luôn. Tháng này có cái gì là chơi cái đó. Giờ lụm con gì là bắt nó. Lụm cái cây này. Này trên mấy cái sòng bơm mà xả nước ra cá rô non cũng nhiều lắm nè, non cá sặc hai con một lượt. Nhỏ quá, giục quá lên luôn, vớt xuống nữa. Này gì vậy bạn? Rồi. Rồi, cá lóc. Tọt luôn nó luôn trời, chỗ nó luôn trời. Bơi không đây? Được. Nãy giờ mới dính được con cá chê các bạn. Rồi, cá nó ngon rồi. Bự mà. Cá cỡ này cũng không có vô hang hay là bị bắt quá nè. Nãy giờ mới được con một mấy con kiến cá rô. Giờ có xích này cho nó nướng nước thôi nè. Trên đồng cá rô non thì có đâu mà nước quá bắt được. Nó lan lên trên lúa rồi,
chứ không phải là bắt không được, nó lan lên lúa phải nó dồn nước nhiều, nhưng mà nó dồn xuống chỗ thì mình bắt được. Nó lan lên trên lúa rồi nó lội lên trên đó, đâu có bắt được đâu. Giờ xuống sông nãy giờ cá cũng ít nữa. Chết mẹ. Phải. Đất nó rớt. Rớt chậm. Hàng nó không đến cái lóc nữa. Chứ năm không? 100 gram. Cứng hả? Từ 200 gram. Nãy giờ. Bây giờ mới hút nữa. Cái cô đen bự hơn. Chưa bắt quyết bự hơn hả không? À, chưa quyết bự hơn. Được không? Được rồi nè. Ừ. Cái đang lên cũng cỡ 200 gram mới đã đụng được cái kỳ của nó. Thôi chạy ra luôn à. Bụng bành kilo. Dạ cây. Đụng đuôi không đây? Đụng đuôi. À. À. Rồi cá đó ngon rồi, 100 gram. Đuôi gì bắt trên đầu không? Nghe gốc cây hả? Bơ gục đất lên cái ở trên nè. Bơ gục đất ở trên đầu nó cho nó chầm cho nó nha. Thấy không? Thấy chưa? Dứt vô rồi. Cái chỗ anh đây không? Chờ chỗ đây không? Bên đây có cái hàng xuống nè. Có hàng xuống nè. Còn nó chơi nữa. Hả? Nó chơi ra nó. Còn cái chi nhỏ. Để chịu nó đi để cho nó ấy. Đúng rồi. Dạ. Ừ. Ủa bự. Bự. Được, ngon lành. Nắm đứt đuôi trên luôn đó hả? Ôi ơi. Câu mồm ta. À. Ừ. Rồi nãy bởi vì nãy mình thấy cái lóc nó phóng quá rồi. Ăn cá lóc này mà cắm câu mà ngay chân ngay chỗ này cái là tối ra là lụm liền. Cắm ngay gốc liền. Cá lóc này cũng luôn chả. Đôi nó con đây luôn. Trùng lụm rồi. Rồi, em cá chê, hai em cá lóc cũng ngon. Đó là kiến nha. Túc đã có hang nãy thấy cá nó quậy nó cưa vô. Chỗ cái rễ cây đó. Ừ. Hồi nãy thấy cá nó quậy cái không biết nó có chui vô đó không? Không có đâu. Có mà, nó quậy vô đó có hụt cái cá mà. Cung ơi. Nó quậy ở đâu chứ hả? Ừ. Để cho nó chạy ra. Ê da, kẹt. Nó trồng nó phải chạy vô đó. Kìa kìa. Có lắp cái gì nè. Không vô hang nha, hang bự thì nó chặn. Hang trên không tới. Ở trên này trên mặt nước. Để cái tàn thì nó đã lắp cái kèo. Cái này có hang. Nó định phải cái gì
có cái gì đó nè. Đó. Vô. Bự ra. Ngoài đâu? Cũng cái bự mà. Bự không sao. Để lên nó cứ gạt hang đi nha. Gạt hang ra nè. Ok. Hai đứa con ạ. Thì đó hồi nó chạy bự bự mà. Em này với được không? Ừ. Ở đó con cây trình treo như gì? Không phải nó treo đâu, giống như cái lóc vậy đó. Dạ. Là cỡ trên. Cỡ cỡ thì ấn cái hàng dưới lại. Ấn hàng dưới lại đào. Nó ra con ở đây em chịu được, nó hang bự lắm, nó đi xéo xẹo à, hang nó dẹp mà nó bự chứ không phải là nó tròn. Hang dẹp nè, đi ra ốc đựng con này, còn con nữa chạy bỏ ngoài đi, hang với nó không nhảy đâu. Ở đây ốc nó chắc ở đây em nó chịu được chưa, chứ còn con lớn trắng nè. Quá trời ốc luôn, là miếng ốc. Mình chịu chứ đó. Đặt cái mé xuống bít cái miệng dưới được không? Vô. Đè. Nó hang nó nằm dẹp hòn nè. Nó lại dẹp cho hả là nó được rút ở đây ra chạy. Chạy hai tay nè. Đó đó, chạy lên được á. Nàng cá lóc. Con cá lóc còn con chê nữa. Ủa vậy nó có bệnh nó cũng mà dãy nó sàn sàn nè. Bắt con cái chi nhỏ nữa. Con cá lóc với cái chi nhỏ. Cái này cá lóc nhiều quá ta. Còn cái ừ. Còn để nó có cá lóc nè. Còn cái chê nữa nè. Còn cá lóc, còn cái chê. Lại đựng hàng cái chê lắm nè. Nãy giờ cá lóc ngon quá. Ừ. Đó đó, nó còn chạy đựng dài đó. Kinh này có cá lóc nè. Nãy có con phấn ra ngoài trong hàng phấn rồi. Đó đó đó. Còn chạy đựng dài đó. Được con hang trên luôn. Được con hang trên đó rồi. Không biết con nào nữa. Cái con ở dưới cầu không? Bắt cây trước đi. Bắt con cái chè, con cái rô nữa. Đang đánh cái rô nữa. Đang đè nó chứ. Con hang này cũng nguyên mà. Cái này hai cá chê con cá lóc mấy cá rô. Hết à. Nhớ đựng hai con cá chê cho con bự nữa kìa. Được rồi. Được mấy con lóc rồi ha. Con lạnh nè. Ba con lóc con. Ba con lóc con lạnh. Thịt hang này ít chín đó, ít có cái lóc. Cái này được ba con luôn là ngon rồi. Nhiều mới được vậy á. Đa số là cá chê vậy nha.
Cái rô hồi nãy giờ cũng bự bự nha. Ừ. Ủa, uống cái bự. Ủa, đụng cái chê nè. Đang nó hang đang vậy. Nhìn nha. Cái này trong hang cũng miệng ốc dữ chứ. Quá trời á. Lú đầu rồi nè. Chê hả? Chê lú đầu. Ê, 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 ê. Chê bên dưới. Lú đuôi nè. Nó tọt ra đó. Nó đưa đuôi lên hết tọt à. Quay hộp hộp trống hả? Con con hay gì à? Dẫn quay đầu nó dễ lắm. Đưa đầu. Ừ, dưới này khó bắt. Cái hang dưới này nó có cái cây nó cản ngang mà không được. Ôi, dính cái đầu mày rồi. Quay cái đầu đó mình chụp nó nè. Ngược như nó có cái cây bấu được. Ép cái cây. Đi vô cái này. Cái này quá. Chụp giò không. Em kia ra chơi cái đuôi tặng kilo đó có vậy đó đó. Tôi còn hang nào không nha? Mình nhớ đi lòng không bên hang này gì nè anh đang ơi. Bên đây có hang à? Nè bên đây nè, bên đây nè trên kìa. Sao mà sáng sáng dậy ra mày? Có cái hang gì đó? Ừ, thẳng như vậy đó đó. Nó chạy cậu vào bộ ông nè. Đụng rồi đó, nó chạy lên á. À, cậu đụng được cậu đụng đuôi nè. Đập ém cái việc là sợ chạy xuống. Thấy rồi, thấy rồi. Khoan 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 khoan. Em vô lại đi, chạy xuống kì. Đi ra luôn. Con này cũng hơi nhỏ. Hả? Con này hơi nhỏ. Em gọi cho em. Em gọi đó. Cái chừng con bự con nhỏ luôn nha. Rồi, nó bắt đi. Ủa, bự con nhỏ đâu. Con chua nữa, cản chua nữa. Nó xuống rồi. Xuống ngon em rồi rồi. Xuống đặng xuống rồi. Cua ác bạn. Còn một hang ăn vàng kia nó cứ có không? Đúng chưa? Chưa. Em rồi, em sao rồi? Ăn cua nó kiếm chuyện nữa. Nó quầy đầu có cái hang nó có lắp không? Này bắt nó đi hai đi thọt hai kia xuống còn thôi. Bự rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tâm tay chứ. Đừng chạy cái hồ tướng nó lóc không nè. Lấy cua ra đi. Còn không? Hát rồi, tái sình mày nhém rồi.
hai những con kìa. Đang đụng hang cá lóc nữa. Ôi cái đường kinh này cá lóc nhiều ta. Ừ. Kinh này bữa nào mình đi cắm câu được à? Cắm câu làm lại chuyến cắm câu nữa coi. Ừ. Không được lớn nhưng mà cũng được. Ăn được. Con câu nó nhỏ nó bự. Cái đó. Con này hơi nhỏ chứ mấy con trước này vẫn là ok rồi. Cái này ở đây có lóc dữ rồi. Bỏ vô nhảy dữ rồi. Đấy, không thọt hang cái ngách bên kia nó phóng ra con. Cũng cỡ con đó nè. Ừ. Cỡ con mới bắt kìa. Mấy con lại cái thứ nó phóng nè. Bên đây nó phóng bên kia tụt đùng. Này cắm câu rồi, cắm câu canh nước lớn. Nước giờ này dầm con bán rồng chiều là lớn rồi, tối sụp tối là lớn đó. Ừ, sụp tối là lớn, nước là sụp tối là lớn, chiều mình cắm sụp tối là lụm cò. Nói chung ơi, cái mấy cái vùng của Phương dưới này bây giờ mấy cái mùa này mà cá lóc còn cắm câu chừng 70-80 cần, 50-60 cần kiếm gì 3-4 con cá có trúng trúng là 5-6 con, 6-7 con là dữ lắm rồi mà. Cũng như hồi trước có mùa nước thì nó dính nhiều hơn. Trước cắm trước chứ sao ạ? Ừ. Hồi trước anh em cắm là 5-70 ngoài con. Cá bự bự hơn. Bây giờ 5-7 con là người. Có gửi thăm 3-4 con nữa. Đừng làm mình cắm câu cá dính nè, nhiều rồi mới hấp dẫn nè, 5-7 con rồi ha. Ừ. 2-3 con cá thấy nản. Cái cầu sao mà khoảng 10 cần dính con là ngon ha. 10 cần dính con, 100 cần là ngon ha. Ừ, 100 cần, 10 con. Lóc hả? Lóc nữa. Ươm quá ta. Này cá lóc ngon lành hả? Được không? Thôi cũng được. 100 gram nha. Này ngon này chứ. Ừ, con đang mới bắt. Này đâu mà cá lóc tưng 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 nó nhiều à. Dê nữa kìa. Phúc đẳng không có, tưởng đâu đi bụi lần này lai dai cũng yên. Ừ. Chơi đó là đúng chơi luôn rồi đó. Chơi này chơi để chơi ếch với chơi đè. Nãy giờ rô lóc là vui ăn rồi. Cua được hay cua thì nó canh. Con không? Không. Cái thông là cái chơi bự rồi bà. Chứ nào? Chạy. Chạy ra hang. Lộn cái hang kia. Ôi dồi. Nạp lại cái. Ôi chơi thấy chơi rồi. Chơi rồi. Đây. Đấy. Đấy. Ra cái lấy cái giò đạp lại cái. Đó là chuyện. Trời xứng đáng, nãy giờ. Xíu nó dậy ra luôn à. Em biết còn không? Cái lóc bự. Lóc bự đâu? Lóc bự hả? Tay nào, tay nào? Của anh đây nè. Còn không, còn không? Dạ, còn bự gì? Không bự, không chẳng giáp. Thôi. Em chỉ chạy ra ủng nha, nó bự.
Chưa. Em chặn dừa. Rồi thế có đụng nữa. Để chặn xong xuôi hả? Chặn dừa nhát chân á. Anh muốn chạy. Em mạnh vô. Em mạnh đi. Gì? Em mạnh. Hù anh chính á. Nhờ rút hai cái dừa vô chặn rồi chứ không thôi chạy ra luôn rồi. Em mạnh đi. Con này đợi lỡ anh coi bằng con nhẽ không? Sao không bằng được? Ôi bự hơn luôn à. Uống luôn rồi. Cấu luôn à. Giờ lấy hai cái dừa em vô thôi tôi mua luôn rồi. Ôi ôi. Bự hơn con nhẽ. Con này nó mắc dữ ra. Ôi à, gì đâu cái đấy con nhẽ. Cái chốt có đầm hai dứt luôn rồi hai. Bự cái này. Bự hơn nè. Cái hàng tàn vàng vậy nè, lấy hai cái giò đạp vô chưa, vô muốn chưa dép nữa, sao con cá không chạy ra cũng heo cũng hên á. Cái tay cản vậy nè. Hên á. Hên á. Đâu dám động nó không đâu. Khúc này cá lóc im quá ta. Khúc này là khúc ngay với cống điện thoại của mình luôn các bạn. Đây đi tới tí xíu nữa tới cống rồi. Cái đường kinh này hôm trước mấy anh em cũng có cấm, cấm kinh này với kinh ngoài. Để trước thì cấm kinh ngoài, không có cấm kinh này. À, cái thông nặng dính cá chê. Vừa mấy hàng bọng không à. Này lụm được rồi. Ở đó là ngon rồi. Đóng cá lô kiến không trời, mười mấy con cá lô kiến rồi. Con giọt cái nửa cổ tay không à. Sao có con này là lọt giọt vô đó. Chỗ này sâu à. Này múc lên nè. Này cũng tới cống luôn à. Mò tới cống luôn. Tới cống rồi mà, cống trước rồi. Đó là cái ra kinh lớn rồi. Ở đó à. Cái này ngon lành. Lô kiến lô kiến nó quậy hù hù trong hang cùng trứng luôn. Vô không có lắc về nè. Đó giọt đi rồi. Tới cống rồi. Tới cống ra kinh lớn ở ngoài rồi. Nước cũng hơi sừng rồi nè. Chỉ vô rồi đó. Có không biết yêu. Thành quả bữa nay cũng ok nha các bạn. Cá lóc quá nhiều luôn á. 6-5 số con gì đó. Có 2 cá bự nha các bạn. Hai cá bự hơn nửa ký. Ngon chê khủng nữa chứ. Có không thở chưa? Mày đang miết chơi miết vô hang thở hì hịch dữ ở đây. Chê hả? Muốn về cũng phải bắt con muốn về chứ. Chứ đâu về về cái khơi được. Con về cũng phải bắt con về. Bự luôn. Bự. Quá êm luôn. Ngon lạnh canh đào luôn. Tặng thêm con cua nữa. Không. Khuyến mãi nè. Khuyến mãi thêm con cua. Này cũng tính đồ không ngồi dạo á. Nó tính là vô khúc cái nó chết quá thôi chứ. Chẳng gì sức lên hả? Giờ mấy anh chạy về ba. Mấy anh em về tới nhà nha bạn. Thành quả của chuyến đi thục hang bắt cá của mấy anh em bữa nay quá ok luôn. Quá đã luôn. Cá lóc nhóc. Rồi lựa cá lóc đây coi. 5-6 con hả? 6 con vậy, 5-6 con gì vậy? Có con bự cô đen nhắc đôi, nắm đôi lo ra không được nhắc à. Mấy đôi chứ.
Uống không rồi, bữa nay có lóc uống luôn luôn kìa. 6 con. 6 con lóc. Rồi con nào nữa? Đó rồi. Này, 4 6 con lóc. 6 con lóc cái kề quá. Kề cho bả lửa. Kề nó đã ngon. Hôm nay nó bắt lò kiến bỏ đây đi rồi cái chê đó bỏ nó không chịu. Rồi như nó có cái rộng. Chê nhắc lưỡi nhắc kia. Nè nè đổ đây nè. Mấy ký lô. Cái lô ăn nè. Rồi thầm quá. Hôm nay được nhiều đó mà. Mấy cá nhỏ này mình gì rộng lại. Thả mụn á. Thả mụn. Ổm bấm thả mụn để quần cái này cái lô kiến rồi thả vô mụn đi. Ừ. Cái rô này kia cái rô cái kia nó nhỏ đó đây thành giả của mấy anh em rồi tổng cộng được nhiêu đó bạn để rộng lại rồi mai dành kho nấu canh miền công video đi thục hang bắt cá của mấy anh em đến đây Phương cũng xin kết thúc và xin chào bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Nói cá lóc ngon luôn quá. Mấy kilo.